Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung ở cái video ngày hôm nay thì Túc và anh em cùng đi tìm cái thẻ kết hợp của từ dự án Hunter Combat ngày 31 tháng 8 tức là ngày mai mọi người nhá. Để chúng ta nhận 5 triệu đồng xu Hunter Combat từ dự án này. Đối với những người mới chưa tham gia kèo Hunter Combat thì anh em nhanh chóng click vào đường link xin phần mô tả để chúng ta tham gia ngay và luôn dự án Hunter Combat này. Thì theo thông tin thì lắm mắt thì hiện tại thì nó cũng đang là được chuẩn bị list trên sàn OKX, một cái sàn đứng top 3 về thị trường crypto. Thế thì bây giờ mình và anh em cùng đi tham gia nhỉ. Thì cái mật mã hàng ngày cũng như cái trò chơi nhỏ này thì hàng ngày cứ đầu giờ sáng mình chia sẻ với mọi người nhá. Rồi thì nếu mà sáng nay anh em mà chưa làm thì anh em có thể làm này. Còn bây giờ mình sẽ để mình và anh em đi tìm cái thẻ kết hợp để chúng ta kiếm 5 triệu đồng xu Hunter Combat ngày 31 tháng 8. Thì cái thẻ ngày hôm nay thì có thời lượng 2-3 giờ đã kết thúc và nó sẽ chuyển giao sang cái thẻ mới. Thì cái thẻ ngày hôm nay là gì ạ? Chúng ta sẽ kích vào mục là BR vào tem. Chúng ta kéo xuống này. Chúng ta tìm cái thẻ là Coin Telegraph này. Kích vào cho mình. Rồi kích vào nhận này. Một thẻ mọi người nhá. Kích vào. Rồi tiếp theo đó là thẻ thứ hai. Thẻ thứ hai đây, thẻ thứ hai là RIP Malagetman Tem, chúng ta kích vào cho mình này, đây cái thẻ này nha anh em nhá, kích vào nhận cho mình này, rồi là hai thẻ nhá. Đối với những anh em mới thẻ này khóa thì anh em có thể là mở khóa cái thẻ này thì làm theo yêu cầu nó ở phần dưới này, đúng không ạ? Rồi vậy là mình được hai thẻ nhá, rồi thì thẻ thứ ba cũng như là thẻ cuối cùng thì chúng ta kích vào phần là mục là Spare Cash. Rồi, đối với anh em mới thì nó nằm một cái thẻ mới này, còn như của mình nó nằm một cái thẻ của tôi, đó là cái thẻ Sitting Up Business Broker. Đây chúng ta kích vào nhận cho mình này, thẻ mới mà, kích vào nhận cho mình này. Đơn giản thôi anh em, sau đó thì chúng ta kích vào nhận giải thưởng. Vậy là 5 triệu đồng xu Hunter Combat. Rồi, thẻ ngày hôm nay, ngày 31 tháng 8, gồm là thẻ đầu tiên là Coin Telegram Grab, thẻ thứ hai là Rick Mana Getman Tem và thẻ cuối cùng là Setting Up Business Broker. Mình gửi tới anh em, trong quá trình thao tác em không hiểu thì có thể là comment bên dưới Túc sẽ hỗ trợ anh em. Bây giờ mình xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp mọi người ở cái video tiếp theo đến từ mình gửi. Cảm ơn ạ.